Ngày 3 tháng 12, Thánh Francisco Xavier, tông đồ Ấn Độ và Nhật Bản, sinh năm 1506, mất năm 1552. Francisco ra đời tại lâu đài Xavier thuộc Vương quốc Navarre ngày 7 tháng 4 năm 1506. Cha ngài là cố vấn của nhà vua miền Navarre và là thẩm phán. Anh em ngài theo binh nghiệp. Riêng Francisco ham thích học hành. Năm 19 tuổi, ngài theo học tại Đại học Paris, trường lớn nhất thế giới. Khi còn ở Học viện Thánh Barbier, ngài được hút trọ cùng phòng với Pedro Fabra, người sau này sẽ nhập dòng tên và được phong chân quốc. 4 năm sau, ngài lại có được người bạn học giả là Ignacio thành Loyola. Người học trò mẫn cán đã trở thành giáo sư. Ngài dạy triết học, thành công làm cho ngài thành con người tham vọng. Ignacio nói với ngài về một hội dòng mà thánh nhân muốn thành lập. Nhưng Francisco mơ tới danh vọng, ngài chế nhạo cũng như khinh bỉ nếu sống nghèo tự nguyện của bạn mình. Ignacio vui vẻ đón nhận những lời châm biếm, nhưng lặp lại rằng, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích lợi gì. Cuối cùng, Francisco đã bị ảnh hưởng. Ignacio còn đưa ra những lời cao đẹp hơn. Một tâm hồn cao cả như anh, không hề chỉ gò bó với cái vinh dự thế trần được. Vinh quang trên trời mới đúng với cao vọng của anh. Thật vô lý, khi ưa chuộng một thứ mây khói trống tàn hơn là những của cải tồn tại đời đời. Francisco bắt đầu thấy được cái hư không của những sự cao trọng của thế nhân và hướng vọng tới của cải vĩnh cửu. Chiến thắng rồi, ngài chống lại tính kiêu căng bằng mọi loại sám hối. Ngài quyết định theo sát phúc âm, vâng theo cách cư xử của người bạn thánh thiện và xin được khiêm tốn hãm mình. Ngài chỉ còn chú tâm cứu rỗi các linh hồn. Ngày lễ Mông Triệu năm 1533, trong một nhà nguyện tại Munmat, trên mộ bia thánh Denner, Francisco, Ignacio và năm bạn khác đã hiến mình cho Chúa. Họ khấn từ bỏ mọi của cải, hành hương thánh địa, làm việc để cải hóa lương dân và hoàn toàn đặt mình dưới sự điều động của Đức Thánh Cha để phục vụ hội thánh. Francisco còn học thần học 2 năm nữa, rồi cùng 6 bạn đi Italia. Đi đường, họ chỉ mang theo cuốn kinh thánh và sách quyển trong bị, cổ đeo tràn hạt. Tuyết lạnh hay khắc khổ cũng không làm họ sợ hãi. Trái lại, Francisco lại còn cảm thấy quá êm ái nhẹ nhàng, nên một ngày kia đã cột dây thừng vào chân, khiến dây đó ăn vào thịt, và ngay việc được khỏi bệnh đó cũng đã là một phép lạ. Đoàn quân bé nhỏ tới Venatia chống lại quân Thổ, thế là họ phải bỏ cuộc hành hương đi thánh địa. Đức Thánh Cha đã chúc phúc cho nhóm bạn cũng như dự định của họ. Francisco và Ignacio thụ vong linh mục ngày 16 tháng 6 năm 1537. Francisco chuẩn bị thánh lễ mở tay bằng cuộc sám hối kéo dài 40 ngày trong một túp lều tranh bỏ hoang và sống bằng của ăn xin. Trong khi chờ đợi bắt đầu thực hiện công việc vĩ đại của mình, ngài rao giảng và săn sóc cho người nghèo trong các nhà thương. Ngài còn phải chiến thắng chính mình nữa. Chẳng hạn khi băng bó các vết thương lở loét, ngài luôn đi ăn xin thực phẩm. Khi Francisco được 35 tuổi, vua nước Bồ Đào Nha xin Đức Thánh Cha gửi các người sai sang Ấn Độ. Francisco rất vui mừng khi được chỉ định. Ngài bộc lộ cho một người bạn: anh có nhớ rằng khi ở nhà thương tại Roma, một đêm kia, anh đã nghe tôi la: còn nữa, lạy Chúa, còn nữa không? Tôi đã thấy rằng phải chịu khổ nạn cho vinh danh Chúa Giêsu Kitô. Trước mặt tôi là những hoang đảo, những miền đất báo cho tôi biết trước cơn đói, cơn khát và cả đến cái chết dưới hàng ngàn hình thức. Tôi ao ước được chịu khổ hình hơn nữa. Chỉ còn 24 giờ để chuẩn bị lên đường. Như thế đã quá đủ để xếp đặt hành trang với vài bộ đồ cũ, một thánh giá, một cuốn sách nguyện và một cuốn sách thiêng liêng. Ngài đáp tàu. Cuộc hành trình cực khổ vì say sóng, đau bệnh,
ngài vẫn săn sóc các bệnh nhân. Những thủy thủ hư hỏng dường như là đoàn chiên đầu tiên ngài phải đưa về cho Chúa. Ngài rao giảng cho họ bằng chính việc chia sẻ cuộc sống với họ. Sau 7 tháng hành trình, người ta dừng lại tại bến Mozambique. Khí trời ngột ngạt, một cơn bệnh dịch đang hoành hành nơi đây. Francisco lại săn sóc các bệnh nhân và muốn sống đời cực khổ nhất. Ngài lặp lại: "Tôi không sống nghèo khó, tôi muốn sống và chết giữa người nghèo." Sau một năm hành trình, Francisco đến gặp bến Goa, thủ đô miền Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha vào tháng 5 năm 1542. Ngài phát khóc vì vui mừng, nhưng việc cấp thiết nhất là phải làm cho những người chinh phục Bồ Đào Nha giữ đạo đã. Những tật xấu và tính hung hoang của họ làm ô danh Kitô giáo. Còn dân Ấn thì thờ ngẫu tượng, họ vẫn đó có con đệ tế lệ, vị tông đồ làm thầy thuốc, thẩm phán, giáo viên. Ngài học tiếng một cách khó khăn. Thời gian của ngài dành cho các nhà thương, nhà tù, người nghèo và việc dạy giáo lý. Rảo qua đường phố, ngài rung chuông tập hợp trẻ em và dân nô lệ lại với sự nhẫn nại vô bờ. Ngài ghi các tình yêu Chúa vào lòng họ. Các trẻ em tham dự lại trở thành các nhà truyền giáo cho cha mẹ và thầy dạy của chúng. Chúng mang thánh giá của ông cha cho các bệnh nhân. Chúng trở nên hung hăng với các ngẫu tượng. Bây giờ, các cánh đồng lúa vang lên được bài thánh ca. Dần dần, đời sống Kitô giáo đã vững vàng trong lòng các gia đình. Francisco nghe nói tới một bộ lạc thờ lạy ngẫu thần ở mũi Comorin, sống bằng nghề mò ngọc trai, muốn loan báo tin mừng cho họ. Thánh nhân học ngôn ngữ mới, vượt mọi khó khăn để phổ biến đức ái và chân lý. Rồi ngài lại qua các làng khác. Cứ như thế ngài đi khắp Ấn Độ. Trong 15 tháng trời, ngài đã rửa tội cho một số đông đảo người Kitô hữu. Khiến xuôi tay vì mệt mỏi, người nói: "Mỗi ngày tôi đều thấy tái diễn những phép lạ thời giáo hội sơ khai." Ngài ngủ ít, đêm thức khuya để cầu nguyện, sống khắc khổ để đền tội cho các tội nhân. Ngài chăm chú đào tạo các tâm hồn thanh thiếu niên địa phương để xa đi làm tông đồ truyền giáo cho các người đồng hương của họ. Ở tỉnh Chavancore, trong vòng một tháng, thánh nhân đã rửa tội cho 10.000 người. Người Brahma muốn hạ sát ngài, nhưng ngài đã giữ được mạng sống một cách lạ lùng dưới cơn mưa tên. Ở vương quốc Chavance, khi nhóm người Manji muốn tràn ngập, Francisco cầm thánh giá trong tay với một số ít tín hữu, đã làm cho họ phải thoát lui. Ngài mang tin mừng đến Sri Lanka, Malacca, các đảo Malugate vang danh vì sự hung tợn của họ, nhất là đảo của dân More ở phía bắc. Ngài nhắm tới đảo này, ngài muốn bị dân cư giết chết như một vị thừa sai 13 năm trước đây. Người ta ngăn không cho tàu bè chở ngài đi. Francisco đáp lại: "Thì tôi bơi tới vậy, nhưng ngài sẽ bị đầu độc thì sao?" Ngài nói: "Niềm tin tưởng ở Thiên Chúa là thuốc kháng độc." Rồi ngài thêm: "Ôi, nếu như hy vọng tìm được cổ quý hay vàng bạc, các Kitô hữu đổ xô tới ngay, nhưng lại chỉ có các linh hồn cần được cứu rỗi, tôi sẽ chịu khổ gấp ngàn lần để cứu lấy một linh hồn thôi." Francisco đã viết thư xin vua Bồ Đào Nha và thánh Ignacio gửi các linh mục tới săn sóc cho các cộng đoàn Kitô hữu ngài để lại. Sự khó khăn và chậm chạp về thư tín làm cho đời ngài thêm nhiều phiền phức. Ngài phải mất gần 4 năm để gửi thư từ Molugate về Roma. Dầu giữa các khó khăn mệt nhọc, thánh nhân không để mất tính hiền hậu và khiêm tốn. Năm 1549, một người Nhật được ngài rửa tội tại Malacca đã thu hút ngài tới hòn đảo vô danh, chưa có người Kitô hữu nào. Lời cầu nguyện và đời sống hãm mình củng cố lòng can đảm của ngài. Không để mình bị chán nản do ngôn ngữ khó học hay bởi nội chiến, ngài đã có thể tạo lập được một cộng đoàn Kitô hữu nhỏ như ngài mơ ước. Các phép lạ củng cố lời giảng dạy của ngài, nhưng dân chúng bị đánh động nhiều hơn bởi đức tin và lòng can đảm của người ngoại quốc này đã từ xa đến để loan báo cho họ chân lý duy nhất. Được 2 năm, nhà truyền giáo lại ra đi,
để lại tại miền đất xa này những cộng đoàn Kitô hữu đứng khá vững trong nhiều thế kỷ, dù không có linh mục cai quản. Francisco trở lại Ấn Độ, ngài đã rảo qua gần 100.000 cây số trong 10 năm. Bấy giờ, việc chinh phục Trung Hoa ám ảnh tâm hồn ngài. Ngài đáp tàu, nhưng không bao giờ tới được quốc gia rộng lớn này. Vào cuối tháng 11 năm 1552, trên đảo Hoàng Châu, ngài bị lên cơn sốt rét. Giữa cơn đau, ngài đã lặp lại: Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót con, xin thương đến các tội con. Ngài dứt tiếng và không nhận ra được các bạn hữu nữa. Khi hồi tỉnh, ngài lại kêu cầu Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu và nài xin Đức Mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, xin hãy nhớ đến con. Một người Trung Hoa thấy ngài hấp hối thì đặt vào tay ngài một cây nến. Francisco qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552. Ít tuần sau, người ta tìm thấy xác ngài vẫn nguyên vẹn và trở về Goa. Dân chúng tại đây nhiệt tình tôn kính ngài vì đã coi ngài như một vị thánh. Năm 1619, Đức Phaolô V đã phong chân quốc cho ngài. Vào ngày 12 tháng 3 năm 1622, Đức Gregorio XV đã phong thánh cho ngài cùng với Thánh Ignacio. Nay ngài đã được lập làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Chích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.